Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Con ác của mình thì hiện tại với cái đội hình như này đây. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình nói chung là cũng vừa mới ăn xong cái event đây rồi, rút thăm may mắn này anh em ạ. Sang cái vòng thứ hai rồi, vòng thứ nhất thì mình đã ăn được một cái cặp rồi. Còn vòng thứ hai thì chắc mình không đủ khả năng để mà chơi được anh em ạ. Do đó là chờ cái xu may mắn này được cái nào thì mình rút cái đó thôi anh em ơi. Chứ không có hàm hố gì ở cái cặp thứ hai đâu anh em ạ. Vừa mới kiếm được cái cặp thứ hai và nâng cấp luôn cả đồng đế này em nhá. Nâng cấp đồng đế lên kèm theo đó là nâng cấp luôn cả sao của đồng đế lên nữa anh em ơi. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào cái video nội dung chính ngày hôm nay. Con ác của mình thì hiện tại đang là 876.207 cái lực chiến và đang ở cái server S17 em nhá. Đấy, level 70 rồi. Bây giờ thì chúng ta nói chung là con ác của mình thì nó đen lắm anh em ạ. Nó đen lắm. Tanh top ở đây mà không nhận được cái lần quay thứ 20 thì mình cũng chưa lên được 3 sao đâu. Còn lại thì Bi và Amai thì nó cũng dễ ra thôi, nên giờ đó là được 4 và 5 sao rồi. Còn lại Sam thì vẫn chưa lên được sao này. Đấy, đồng đế thì cố gắng nắm lên được 4 sao này bạn. Nó dù con ác của mình đen lắm. Thực sự nó đen kinh khủng luôn. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng đi nâng cấp nhân vật này lên 4 sao cho anh em nha. Đây, vừa mới đủ mảnh, vừa mới đi ở trong cái phần đây rồi. Ở trong cái phần khiêu chiến này anh em này, và nhận được cả hai cái mảnh còn lại của đồng đế và nâng cấp luôn đồng đế lên 4 sao. Đồng đế ở đây thì khi mà bị động của nó xem nào. Đồng đội và trạng thái giận dữ trong một lượt sát thương tăng 45%, bình thường của nó là 30% thì phải. Bình thường của nó là 30% nhưng mà lên được 4 sao thì nó tăng lên 45%. Rồi, ok, tăng sao lên được 12.000 lực chiến em ạ. Nên khá là nhiều lực chiến luôn. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nâng cấp cặp của đồng đế này nha. Hiện tại thì đồng đế ở đây mình nâng cấp sao này. Đấy, mình đang còn dư 9 cái vé lưng sao nữa, cái đá lưng sao nữa, cái thẻ lưng sao này anh em ạ. Và ở đây còn nhiều vật phẩm khác và mình sẽ nâng cấp luôn cặp của đồng đế này nha. Đồng đế còn ác top top 1 của server S7 thì phải, đúng không? S7 thì mình cũng đã có cái video sâu rất là chi tiết và đầy đủ cho đồng đế rồi. Chúng ta hãy cùng xem qua qua lại một xíu nha. Đấy, gây sát thương bằng 165% tấn công này, 50% tỷ lệ mục tiêu choáng này trong vòng 1 lượt này. Sụp đổ trong vòng 2 lượt, sát thương phải chịu tăng lên 40%, 165 và 40%. 165 và 40%. Đây, 165 này. Đấy, và ở đây là 30% lên 40%, ở đây là 130 lên 165 em nhá. Ok, đi nâng cấp luôn đồng đế này nhá. Mình sẽ nâng cặp của đồng đế lên này. Rồi, chúng ta lên được 1.000 mấy lực chiến anh em ạ. Tăng lên được 10% tấn công và kích hoạt được siêu thiệt kỹ của đồng đế em nha. Đồng đế ở đây xem nào. HP của nó là... Ok, không biết là nâng cái nào đây nhỉ. Ở đây thì Amai của mình ai còn thiếu. Amai ở đây thì còn thiếu. Chắc là cường hóa cái kia lên thì không đổ. Cường hóa lên thì không đổ thì mình sẽ nâng cấp cho Amai đi. Lần cấp Amai mình vào cái nhà tiến hóa mình quét một xíu là mong là nó sẽ đủ. Rồi, ok, đủ rồi anh em ơi. Mình sẽ nâng cấp luôn lên 3 sao cho Amai ở cái huy hiệu này em nhá. Rồi, đó. Nâng cấp những cái gì mà mình có hiện tại cho các cái nhân vật của chúng ta. Ở đây còn một ít sao nữa thì mình sẽ nâng cấp lốt để mà kích được cái nội tại cho các cái bảo vật cho nhân vật của mình. Rồi, gần lên 900.000 lực chiến rồi anh em ạ. Cường hóa một xíu xíu nữa thôi là có thể là lên được 900.000 lực chiến. Sau đó thì mình sẽ ép một số những cái sao cho trang bị của nhân vật mình em nhá. Samurai ở đây có một cái giày chưa lưng sao nên bạo thương này. Mình sẽ tăng lên 1 sao này. Lên vừa tròn 900.000 lực chiến rồi anh em ạ. Rồi, bây giờ thì cùng đi PVP anh em ơi. Đi PV với bạn bè sau khi mà nâng cấp lên xong thì nó có cái gì hấp dẫn hay không em nhá. 900.000 lực chiến. Mình sẽ PV với đồng đội là bạn bè nào của mình nó xem lực chiến một tẹo. Đây, 885.000 đi. Hơn kém nhau một xíu cái lực chiến thì không làm đến cái gì cả anh em ạ. Rồi, ở kia có độc đốt đến từ Vaximan và ok. Chúng ta có chiêu thức ultimate của đồng đế đã được thay đổi rất là đẹp em nhá. Chất chi là đẹp luôn. Ui, bên kia tốc cao thế nhỉ? Bên mình tốc nó hơi kém à? Tốc của mình đang hơi chậm. Đồng đế này. Rồi, ok. Bây giờ thì Sam bên mình sẽ kích. Sau đó thì Bi vàng bên mình bắn. Bi bắn này. Ôi xồ. Sau đó thì Amai.
Amai đánh luôn Tatsumaki là win rồi. Tatsumaki là đam chính trong cái con arc này. Thành top lưu là. Rồi bi vàng lên bảng. Cho đồng đế bên mình xả lốt là win nào. Rồi mình giờ mình sẽ kiếm một cái con arc nó hơn lực chiến nha. Con arc này vẫn thua lực chiến bên mình. Lên do đó là PV nó không hấp dẫn gì cả. Ui 100.000 à 1 triệu luôn kìa. 1 triệu 932.000 PV thử em nhá. PV thử coi sao nào. Con arc này hình như là đổi đội hình hay sao vậy? Có phải không nhỉ? Vãi trưởng sao mình bị choáng rồi. Mất chiêu rồi. Bi bắn này. Chết luôn, lổ đong thế nhỉ. Bi bắn này, Sam ké Amai lên bảng. Ok, Amai bên mình diệt luôn bi vàng bên kia, vậy là win rồi anh em ạ. Kabuto. Ái rồi ôi. Ok, hai người lên bảng luôn anh em ơi. Quá dữ. Bắn nào. Lỗ. Amai giết luôn đồng đế là win chắc. Kabuto cho xả chiêu luôn. Mẹ cái chiêu Unimate của đồng đế khi mà được lên nõi 3 ấy, đẹp thật sự. Rất là mê anh em nha. Kiếm thêm người nào có cái lực chiến nó cao cao hơn một xíu nha. 7 916.000 đi anh em nha. 916.000 so tài luôn. Solic tank top. Ok, bên kia không có sụp đổ. À có sụp đổ đến từ Solic rồi anh em. Đồng đế cũng sụp đổ. AOE bên kia có một Tatsumaki thôi. Chắc là dồn hết cho Tatsumaki thôi. 764.000 đam. Trời ơi. Ôi thôi. Bi vàng. Diệt đồng đế à. Diệt đồng đế là hơi toang rồi. Thành tốc hết nộ lên không xả chiêu được. Lu bi vàng lên bảng mất. Tatsumaki xả chiêu này. Có giết được ai hay không? Amai vẫn còn. Amai nó diệt luôn. Ok. PV lại thử em nhá. PV lại thử với con arc này một xíu xem sao. Cái con arc này với con arc của mình thì solo chắc là khoảng tầm 50-50. Solic choáng. Đồng đế bên kia cũng có được lõi rồi. Tatsu mất nộ à. Sao mình đánh này sau đó thì bi vàng bắn luôn này. Ôi nó diệt đồng đế mình à. À mình có đỡ đòn thì phải. Nhưng mà vẫn chết. Amai bên kia căng quá. Lỗ. Kẻ Amai. Amai bên mình sẽ đập tanh, độc đồng đế. Tatsumaki bên kia. Cái này chết mình mất. Fubuki. Bên kia 5 nộ xả rồi. Xả thì chắc là không giết được đội hình của mình rồi. Nói chung là cái con arc của mình với con arc của bạn này thì chắc là solo khoảng tầm 50-50 anh em ạ. Bì bắn này. Ok. Rồi và đó là toàn bộ cái con arc của mình. Video ngày hôm nay. Sau khi mà anh em xong video này thì có suy nghĩ gì về con arc của mình? Với cái server hiện tại, với cái level hiện tại thì lực chiến này có thọt hay không? Hãy comment phía dưới giúp mình nha. Tốn cũng khá là nhiều vào cái event rút thăm may mắn ở đây anh em ạ. Không phải ít kim cương thế nào cả. Rồi ok và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo nha. Chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. 14 giờ nó bảo trì để mà update Battle Pass. Kèm theo đó là nhân vật SR mới anh nha. Có cái loại khá là ngon. Video về nhân vật đó thì mình cũng đã có rồi. Em có thể là theo dõi lại ở trên kênh Dual Game nha.